Ngày 17 tháng 10, truyền thông Nhật Bản công bố kết quả khảo sát trước thềm cuộc bầu cử ngày 27 tháng 10 cho thấy Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền có nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện. Theo báo Nikkei, đảng LDP có thể không giành đủ 233 ghế để giành thế đa số tuyệt đối trong Hạ viện gồm 465 ghế. Nikkei cho biết họ đã thực hiện khảo sát cùng với báo Yomiuri, thu thập ý kiến qua điện thoại từ 165.820 người ngẫu nhiên trên toàn quốc trong hai ngày 15 và 16 tháng 10. Theo một khảo sát của hãng thông tấn GG Press, sự ủng hộ dành cho nội các của Thủ tướng Ishiba Shigeru đạt 28%, mức thấp nhất đối với một chính phủ mới kể từ năm 2000. Khảo sát này được thực hiện từ ngày 11 đến 14 tháng 10. Còn theo khảo sát của đài truyền hình TBS được công bố hôm 16 tháng 10, đảng LDP có thể mất 30 ghế. Tính đến ngày 9 tháng 10, ngày Nhật Bản giải tán Hạ viện, đảng LDP nắm giữ 256 ghế. Đảng LDP nắm toàn bộ quyền kiểm soát Hạ viện kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2012, sau 3 năm ở phe đối lập. Nếu mất thế đa số, đảng LDP nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đảng đồng minh Komeito để tiếp tục nắm quyền. Chính phủ của ông Ishiba vốn đã phụ thuộc vào đảng Komeito để giành được đa số ghế ở Thượng viện. Việc mở rộng sự phụ thuộc này sang Hạ viện quyền lực hơn có thể giúp đảng Komeito có tiếng nói lớn hơn trong việc hoạch định chính sách.